Người Nhật coi thức ăn như thuốc, 5 món ăn được tiêu thụ mỗi ngày để sống lâu, sống thọ. Chuyên gia Asako Miyashita chia sẻ, kể từ nhỏ cô đã được dạy phải coi thức ăn như là thuốc. Asako Miyashita, một chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Bản, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu về tuổi thọ. Vị chuyên gia sinh ra và lớn lên ở Tokyo, Nhật Bản. Cô đã từng là giảng viên thỉnh giảng tại một số trường đại học và tổ chức, bao gồm Hiệp hội Y khoa Nhật Bản. Chuyên gia Asako Miyashita chia sẻ, kể từ nhỏ cô đã được dạy phải coi thức ăn như là thuốc. Cũng nhờ luôn lựa chọn thực phẩm thật kỹ mà bà của Asako Miyashita vô cùng khỏe mạnh ở tuổi 92. Đồng thời, chuyên gia cũng tiết lộ những thực phẩm mà người Nhật ăn mỗi ngày để khỏe mạnh và sống lâu hơn. 5 món ăn người Nhật dùng mỗi ngày để sống lâu, sống thọ. 1. Khoai lang. Khoai lang được người Nhật gọi là imo. Chúng rất giàu carbohydrate lành mạnh và anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa, có lợi cho cơ thể trong việc phòng ngừa bệnh ung thư, cao huyết áp. Các nghiên cứu cũng cho thấy khoai lang có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 2. Súp miso. Chuyên gia Asako Miyashita cho biết, chế độ ăn uống của người Nhật thường có nhiều món ăn chứa thực phẩm lên men, và súp miso là một trong số đó. Miso là một loại bột nhão được làm từ đậu nành và ngũ cốc lên men. Probiotic, vi khuẩn sống hoặc men trong thực phẩm lên men có thể giúp cân bằng sức khỏe đường ruột của chúng ta và tăng cường hệ thống miễn dịch. Một nghiên cứu cho thấy đàn ông và phụ nữ ăn nhiều đậu nành lên men như miso có nguy cơ tử vong sớm, thấp hơn 10% so với những người hiếm khi ăn những thực phẩm này. 3. Củ cải. Các loại rau củ rất phổ biến trong khẩu phần ăn của người Nhật và chúng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe độc đáo. Củ cải đã được chứng minh rằng có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh và tăng cường hệ thống miễn dịch. Một củ cải chứa 124% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Các loại rau củ tốt cho sức khỏe khác cũng thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của người Nhật, bao gồm cà rốt, củ cải đường, rau bina. 4. Rong biển. Rong biển rất giàu khoáng chất quan trọng như sắt, canxi, folate và magie. Việc tiêu thụ chúng hàng ngày giúp cơ thể được bổ sung chất xơ. Trong khi đó, hấp thụ đầy đủ chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tăng huyết áp và tiểu đường loại 2. Rong biển cũng chứa các chất chống oxy hóa như fucoxanthin và fucoidin, cả hai đều có đặc tính chống viêm, chống lão hóa và chống ung thư. 5. Cá. Chuyên gia Asako Miyashita cho hay, mỗi ngày cô đều bổ sung protein qua thực phẩm, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi và cá ngừ. Chất béo omega 3 trong cá có thể giúp giảm huyết áp, giảm chất béo trung tính và giảm viêm. Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, người Nhật còn sống thọ vì rất chăm chỉ vận động. Họ thường có lịch trình hoạt động hàng ngày đều đặn, bao gồm việc đi bộ, tập thể dục. Theo điều tra của Văn phòng Nội các Nhật Bản, nhiều người Nhật vẫn tiếp tục làm việc và tham gia hoạt động xã hội sau khi về hưu bởi họ thích và muốn bản thân được hoạt động. Ngoài ra, người Nhật có ý thức cao về việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Họ thường tạo ra thời gian cho gia đình, bạn bè và các hoạt động giải trí, giúp giảm căng thẳng và tăng cường trạng thái tinh thần. 5 thực phẩm người Nhật hay ăn để sống thọ, ở Việt Nam có rất nhiều. Các nghiên cứu đã chỉ ra một trong những nguyên nhân giúp người Nhật sống thọ là có chế độ ăn uống khoa học. Dưới đây là những thực phẩm người Nhật hay ăn để sống thọ. Món ăn từ cá. Bài viết của bác sĩ Ý Lan trên báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, nói đến ẩm thực Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến sushi là món ăn kết hợp giữa cơm trộn giấm và các nguyên liệu như cá và các loại hải sản khác. Lượng axit béo omega 3 dồi dào trong cá giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giúp cho máu tuần hoàn tốt hơn. Ngoài ra, ăn cá còn tốt cho não, giúp mắt sáng và giảm được các nguy cơ viêm nhiễm. Ăn cá hay hải sản còn chứa nhiều selen rất có ích cho sức khỏe. Selen là chất thiết yếu để ngăn chặn các gốc tự do và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Vấn đề là phải ăn cá một cách khoa học. Nếu ăn cá sống có thể chứa nhiều giun sán và các vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, người Nhật thường ăn cá đã ướp lạnh trừ 40 độ C để đảm bảo rằng mọi mầm bệnh đã bị tiêu diệt. Họ chỉ ăn cá làm món sushi hợp vệ sinh, thực phẩm và đồ uống hữu cơ. Người Nhật thích ăn thực phẩm địa phương được trồng hữu cơ và tránh xa thực phẩm đã qua chế biến. Người Nhật cũng rất thích trà xanh. Họ nhận thức được lợi ích của trà xanh giúp tăng cường năng lượng, khả năng miễn dịch, chống ung thư và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim và sử dụng trà xanh hàng ngày. Củ cải. Báo Vietnamnet dẫn tờ CNBB thông tin, các loại rau củ rất phổ biến trong bữa ăn của người Nhật và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe độc đáo. Củ cải được biết giúp ngăn ngừa cảm lạnh và tăng cường hệ miễn dịch. Một củ cải trung bình chứa 124% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Loại củ này cũng rất giàu chất chống oxy hóa và khoáng chất như canxi và kali. Những chất dinh dưỡng đó giúp giảm huyết áp cao và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Củ cải cũng là nguồn nitrat tự nhiên tốt giúp cải thiện lưu lượng máu. Rong biển. Rong biển rất giàu khoáng chất quan trọng như sắt, canxi, vitamin B9 và magie. Ăn rong biển hàng ngày bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống. Hấp thụ đủ chất xơ có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tăng huyết áp và tiểu đường loại 2. Rong biển cũng chứa các chất chống oxy hóa như fucoxanthin và fucoidin, cả hai đều có đặc tính chống viêm, chống lão hóa và chống ung thư. Khoai lang Nhật Bản được trồng nhiều ở Okinawa,
những củ khoai lang giống Nhật Bản thường được chế biến thành món ăn nhẹ hoặc tráng miệng. Loại khoai này rất giàu carbohydrate lành mạnh và anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa có trong các loại rau củ quả màu đỏ và tím có đặc tính chống lão hóa. Các nghiên cứu cũng cho thấy khoai lang Nhật có thể cải thiện lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, người Nhật hạn chế ăn thịt đỏ. Đây được cho là lý do khiến người Nhật ít mắc các bệnh ung thư ác tính. Thống kê cho thấy tỷ lệ ung thư ác tính ở Nhật thấp hơn Trung Quốc, trong khi ở Đức, Mỹ, Canada, số người ung thư ác tính cao hơn Trung Quốc. Người Nhật chú trọng cách ăn uống điều độ, ít dầu mỡ, gia vị nhưng đa dạng các loại nguyên liệu thực phẩm. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản từng xây dựng hướng dẫn về ăn uống và lối sống lành mạnh. Trong đó khuyến khích mọi người cố gắng ăn đa dạng nguyên liệu trong mỗi bữa ăn, bao gồm cả dầu ăn và gia vị, để bổ sung dinh dưỡng toàn diện. Do đó, bữa cơm của người Nhật đa dạng màu sắc, nguyên liệu và hương vị.